Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn nút nụ để mình chơi Tết nha quý vị. Nay thì tàn bự không nhân quý vị ơi. Chào anh. Rồi chào Tuấn ha. Mình cũng chào mấy anh chị, mấy cô chú trên toàn miền đất nước yêu mai vàng. Thì hôm nay mình có về được mười mấy cây mai tàn giáo Thủ Đức, bông thì từ 6 đến 12 cánh. Mình muốn giao lưu với mấy cô chủ, cô chị anh, cô chú anh chị ha. Thì vô coi hết clip ủng hộ mình, ứng ý cây nào thì cứ điện thoại số mình, số điện thoại mình có ghi tiểu đề nhé anh chị cô chú. Thì cái đó cũng là số Zalo của mình luôn. Thì mình bán là bao ship bao sóng toàn quốc hết ha. Rồi mình vào cây đầu tiên mã số 1 em này ha. Rồi, để mình lượng luôn bên kia quý vị ơi. Nay cây này bự không có để lên bằng quay được nhưng quý vị. Để quá nằm đất không nổi. Rồi cái này số 1 đây ha. Rồi số 1 đây. Cao hết cái đỉnh này chắc tầm 2 mét mấy đây anh Tân? Chắc còn khoảng 2 mét rưỡi á. Tầm đó. Tại vì cái này là 1,5 mét mà tới đây rồi. Còn trên còn hơn đó, tính 2 mét rưỡi thì chắc ha. Tính 2 mét rưỡi đi. Rồi, tán ngang nó khoảng nhiêu đây anh? Tán ngang gì? Tán ngang nó cũng có dám gần cả chạng đó luôn á. Rồi tính tán ngang 2 mét thì cho chắc rồi, đi. Rồi. Xuống cái hoành gốc luôn, lát nữa quay tay cành sau những cái gì. Anh cho em cái hoành em nói luôn đi anh Tuấn ơi. Rồi vô cái hoành luôn. Thì mai tàn thì ở trên giường bức làm sao đem vị trang vậy không có thể này không có làm đế nha cô chú anh chị. Hoành 29. Rồi 29 hoành. Đó. Làm đế thì nó mất sức cây mai. Bức trên giường sao vậy để y trang chỉ lật lá ra thôi ha. Nút nụ là bao la luôn. Rồi xương cành thì xương nghe hết rồi nè. Này xương cũng đã xương ngang ha. Rồi giờ phần nút nụ cái quý vị ơi. Nụ ngẫu nhiên ở phía trước mặt này luôn đi ha nè. Nụ nhà bự không vậy nè. Rồi mã số 1 này mình giao lưu nhiêu anh? Rồi mã số 1 này mình giao lưu 3 triệu là mình báo giá là mình bao ship luôn rồi nha cô chú anh chị. Ship toàn quốc luôn ha anh? Dạ. 3 triệu. 3 triệu. Đó cái bự chảng vậy luôn. Rồi. Nút nụ rồi quá trời luôn. Nụ bự chảng. Tết luôn ha. Rồi. 3 triệu ship toàn quốc luôn. Chú anh chị mình ơi. Này ship bao ship luôn. Phí không này chắc muốn hết rồi đó. Bao ship này cây này cũng cả triệu rồi đó. Rồi. Nếu mà quý vị ơi, nếu mà quý vị có điều kiện đến tận nơi chở thì giảm sâu cho quý vị. Dạ, nếu tận nơi chở thì mình giảm lại với chút đỉnh. Đó, giảm phần tiền ship cho quý vị. Dạ. Đây mã số 2 đây quý vị. Rồi mã số 2 luôn. Này để mình kéo lên ha, này cao chắc khoảng tầm 1m6, 1m7 gì rồi. Rồi, này chắc 1m7 có hơn á quý vị ơi. Rồi, tán ngang thì chắc cũng 1,5 mét, 1,7 luôn, 1,5 mét. Tán ngang chắc cũng cỡ 1,7 mét luôn á quý vị ơi. Rồi, vô cái hoành luôn. Còn cái hoành ở đây. Rồi, xếp đây. Hoành báo luôn đi anh. Rồi, cái hoành 27. 27 luôn. Cái này nó muốn có, muốn lên xù ha. Sàn xù vậy đó. Sàn xù vậy đó. Rồi, nó không có làm đế. Này mấy cũng phù ha. Nụ thì cũng bự to to hết rồi. Cái này là từ miền Trung trở vô là ok hết. Thân cành cũng vậy ha. Còn nút nụ nữa nè. Nụ cũng no no vậy không nhưng quý vị. Nụ cũng no không đây ha. Nụ cũng khá nụ đây ha. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2 này mình giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu. Rưỡi bao ship luôn. Rồi bao ship toàn quốc. Ship tới nhà luôn. Rồi. Rồi, mình qua mã số 3 quý vị. Mã số 3. Bao tàn hết thân luôn. Mã số 3 em này ha. Mã số 3. Rồi cái chiều cao này nhá, cũng có 1m7, 1m8 vậy đây nè. Rồi cao 1m7, 1m8 tán ngang thì rộng thênh thang luôn. Tán ngang thì thôi khỏi nói luôn, tán ngang này giờ dám nó cao hơn cái này nó. Tán ngang này cỡ 2,5 mét có hơn ha, tính 2,5 mét đi cho chắc nha. Rồi. Ngoài rộng hơn nhiều nhân ơi quý vị. Này mà cái mua cái mai để một sân luôn. Hoành đây quý vị ơi. Rồi cái hoành 28 28 hoành ha. Thân cành nè. Xương ngang không vậy nè. Xương bự. Cây này là vậy. Miền Nam nha cô chú anh chị. Miền Bắc thì nó sợ không kịp, miền Nam là ok luôn. Độc chủ nè. Nụ thì bự không nha. Này miền Nam là vừa luôn nè. Từ đây, cái dàn nụ nó mình chặn lại cho quý vị. Cái dàn nụ nó ha. Đặt kẹo hết luôn. Nụ nó. Này về tưới nước đặt vô cái nó là bung liền. Nụ đặt quá đây ha. Đặt cây luôn quý vị ơi.
Rồi mã số 3. Rồi mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,7 triệu. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi ship tận nhà luôn. Toàn quốc luôn ha anh? Dạ. Rồi bự như sẽ toàn quốc cần ha vậy thôi. Rồi cái này nói chung là ở miền Nam mình chơi được nha. Miền Bắc thì cái bông sợ nó trễ á. Sợ không bung kịp. Dạ. Miền Nam là ok luôn. Rồi mình qua số 4 luôn ha. Dạ. Số 4 rồi anh. Rồi đây số 4 đây. Đây ha. Đây. Đây ha. Cái này chắc tầm 2 mét đó, chiều cao á. Cao này chắc 2 mét rưỡi quá hơn à. Ừ. À. Mình chơi vậy đi. 2 mét rưỡi hơn. Rồi tán ngang chắc 1 mét rưỡi có dư nè. Rồi, tức dây còn dư hai bên nhiều luôn. Cái này mai này có đế luôn nha. Rồi không có làm mà bó lại nè, nó lồi đế lên nè, thấy không? Đó. Rồi. Cái quần đơn ngang đó. Chiếc xác vô là 26 của anh. Rồi, 26 ha, này cũng có cái củ đế ha. Ừ. Nhưng mà mai tàn thì không có khai thác, không làm đế nhưng quý vị. Rồi, sư cành luôn nha quý vị. Này, bông này là miền Bắc được nha. Này nè. Bự bự ha. Bự 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 không nha quý vị. Đặt cây nha. Rồi, tiếp tục sư cành luôn nè. Đủ. Đặt cây luôn. Cành cũng khá quá đây. Tàn là khỏi chê luôn bông số 4 ha. Rồi mã số 4 này mình giao lưu với cô chú anh chị là 1,8 triệu. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Để mình xây qua đèn cái quý vị. Bao ship bao sóng. Cái này là giao lưu toàn quốc. Rồi qua cái mã số 5 ha. Rồi mã số 5 năm đây quý vị. Lượng luôn chắc cũng cả 2,5 mét á. Đó, chắc mình đứng đây mình kéo lên quý vị ha. Không có lùi ra nữa. Chiều cao chắc có 2,5 mét á. Rồi 2,5 mét quý vị. Cái tán ngang thì nó cũng 2 mét có hơn á. Tán ngang thì chắc hơn 2 mét nhiều luôn. Có 2,5 mét luôn á. Đây ha. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành này rất to à. Rồi cái hoành. Rồi cho cái giáp thước đây. 31 ha. 31 hoành. Chương ngang kích. Chương ngang. Đó. Còn nụ quý vị ơi, nụ đặt hết trơn luôn ha, bự bự như vậy. À, mình quay về rồi quý vị thấy cây nào phù hợp với nơi mình ở ha, nó tùy vùng miền của vườn cây này. Dùng cây miền miền Nam ha, miền Nam là ok luôn, miền Nam là vừa luôn á, cho nó bung ra ngay Tết ha. Rồi xương cành là ngang không được quý vị, mình không có lùi ra xa được, cái lùi xa nó. Tại vì mấy anh chị cô chú thông cảm, mai nặng quá không khiêng lên bàn quay nổi nha cô chú anh chị. Rồi mình giao lưu nhiêu đó? Dạ mã số 5 này mình giao lưu 2,5 triệu ạ. 2,5 triệu ship sao? Rồi, rồi bao ship là toàn quốc luôn. Toàn quốc, nói chung là ngày nay dạ. Mình quay mười mấy cây là toàn quốc hết á ha. Dạ nhưng mà mấy cây nụ nọ nhỏ thì mình báo là chỉ miền Nam chơi được nha. Mấy anh miền Bắc thì muốn chơi thì để cây sợ nó bự ha. Rồi mình là bao ship toàn quốc hết. Cây số 6 luôn ha. Rồi thì mình vô cây số 6. Sao bên đây. Sạn rồi số 6 này chắc cũng cỡ 2,5 mét có hơn á. Đây. Đúng không? Khá là cao nha. Có 2,5 mét có hơn. Cao lúc trên đó luôn có gì đây. Rồi cái tán ngang này giá cổ cỡ 2 mét. 1,5 mét mà còn dư đây. Tán ngang này cỡ 2 mét rồi ha. Cái này là nút nụ khó chê luôn nè. Quá trời luôn. Rồi vô cái hoành luôn. Này mình đo khúc trên này, không đo cái cũ ha. Rồi trên đó là 29 yếu tính 28. Rồi tính 28 đo ngay đó ha. Vô đây rồi, là cái cũ nó nè. Cũ nó là 35. 35 cái gì. Rồi tính trong cái cổ 35 luôn. Rồi xương cành cũng khích khích. Em này nụ cái nụ này là miền Bắc là ok luôn nè. Nụ gì nè. Bự mà nhiều lắm nhưng quý vị đặt hết trơn luôn nè. Rồi, mấy anh ở ngoài miền Bắc thì cứ thông cảm, tại Tết mai nó đi hơi chậm, cỡ 5-7 ngày nó mới tới lận. Đó. Nhiều anh mới chốt bữa trước rồi chiều cái xe sáng lại điện hỏi tới trưa là không có kịp nha mấy anh chị. Đi máy bay rồi sáng dạ. Đi sáng đi chiều trưa đó, miền Bắc là phải 5-7 bữa mới tới là Tết. Rồi nó đi đường xe ha. Dạ. Xe thì nó hơi chậm xíu nhưng quý vị rồi, mình nói trước cái để khỏi nói rồi quá xá luôn ha. Cái này là quá trời bông luôn nè, nụ kẹo luôn đó. Xương cành cũng khích không này quý vị. Ở trên ngọn chưa lặt bông hết nữa, là trên ngọn là cũng đặt kẹo hả? Luôn ha. Lặt mà còn mới. Rồi cà phê các bạn. Rồi mã số 6.
Rồi mã số 6 này mình giao lưu là 2.8 triệu. 2.8 triệu ha. Báo giá là bao ship hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, ship toàn quốc cho luôn. Rồi, mình qua cây cây số 7. Số 7 đây ha. Đứng đây này cũng tàn ngang ngang hết, cũng đều rang nè. Này xương bông cũng đặt kẹo đây. Rồi mấy ly cà phê. Rồi, mình cái chiều cao kéo lên nhưng quý vị không có đi xa ra được ha. Chiều cao này nó cũng khoảng tầm 2.5 m á. 2.5 m đó quý vị ơi. Cái tán ngang thì nó cũng 2 m có hơn nè. Đây ngang hơn 2 m luôn, tính 2 m đi ha. Rồi. Tán ngang thì mình không cần vấn đề. Rồi, vô cái quành luôn. Này không khai thác mà đế nhìn thấy nghiền quá nè. Mà này khai thác đế là ngon lắm nha cô chú anh chị mình. Rồi cái quành mình đo xích trên về là 24 nha cô chú anh chị. Ở dưới là gần cái cũ rồi chắc hơn á. Nguyên cái cũ đế dưới là đẹp quá. Rồi cũ đế dưới là gần 32 á. Này không khai thác ha. Rồi xuống cành đi quý vị. Xuống cành đặc lư luôn. Cành đẹp quá. Xuống ngang mà kích kích từ dưới lên trên luôn nè. Bông này cũng miền Bắc chơi cũng ok luôn rồi ha. Này cũng nước nước vỏ trấu hết rồi nè. Nút nụ nữa ha. Nụ ở phía trước mặt đi kìa. Về bấu xuống dễ thấy không vậy. Nụ nè. Ha. To có nhỏ có đủ cỡ ha quý vị. Rồi. Vì an tâm như lúc ngủ ha. Xương cành đẹp nè. Rồi giao lưu nhiêu ra? Rồi cây mã số 7 này mình giao lưu 1.8 triệu ạ. 8. Rồi. Cành đều ha. Rồi, mình chuẩn bị sang rồi. Qua cây. Rồi cái số 8. 8 để cho mình xây qua đằng kia cái. Này đã đang máy đang nằm ở cái số 7 không có gì. Rồi. Nụ thôi. Nụ ra đang ghiền ha. Rồi còn chú chị nào có nghĩ cây nào thì cứ alo mình ha. Rồi số 8. Rồi, tới cây số 8. 8 này. Này cũng nút nụ là khỏi chê luôn. Này thì dáng hơi siêu siêu xíu ha. Nụ thì quá xá luôn, nụ đặc hết trơn. Tàn cây luôn, bông thì tàn tàn với bông là khỏi nói. Đây cái này chắc cũng cả hơn ha, có 2 m. Cái đó là 1.5 m. Trên đây thì nó còn khoảng 8-9 tấc thì nó hang 2.3 m đi ha. Rồi tán ngang thì khoảng 2 m. Tán ngang tầm 2 m. Nụ thì đặt kẹo, đắt nữa quay nụ sau, giờ quay cái hoành trước. Đây. Rồi 29, 30 nó thì yếu. 30 thì yếu một xíu. Đó, không thấy khai thác đế nên khỏi quay đế nhưng quý vị. Bán là bán mai tàn á, không có tính đế nhưng quý vị. Chung đế thì cũng đẹp lắm á, tại không có khai thác. Mai tàn mình bứng sao về để dạy bán. Ngồi nó mắc sức. Cành ha. Xương nghiêng 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 ha quý vị. Chị cũng nghe kỹ cái cành nữa ha. Cành ngang 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 cục đều lắm nè. Bông này quá trời nha cô chú anh chị mình. Hơi siêu xíu ha. Đó. Dán hơi siêu siêu. Nụ thì có nói rồi nè. Đặt hết trơn vậy nè. Vậy nè. Nụ là khỏi bàn tới nha cô chú anh chị. Cái này mình giao lưu như ra. Rồi số 8 mình giao lưu 2.5 triệu. Rồi 2.5 triệu ha. Rồi vô cây số 9 luôn. Đây. 9 này chắc cũng cả tầm 2 m đi. Tán ngang này chắc cũng 1.5 m đi, có dư nè. Rồi dư luôn. Rồi xuống cái hoành nha quý vị. Cái hoành 27. 7 hoành, hồi nụ thấy ghiền luôn. Cái này là miền Bắc giả luôn quý vị nè. Miền Bắc là ngay luôn nè. Không có sợ trớn sớm chờ trễ giờ ngay luôn. Nụ bự ha. Đặt cây luôn. Đó, quý vị thấy chấm bị ha, trắng giả trơn ha. Nụ thấy ghiền luôn. Rồi xương cành đẹp luôn nè quý vị ơi. Nụ đặt cây nụ to ha. Xương cành đều nè. Từ trên xuống dưới luôn. Rồi em này mình giao lưu nhiêu đây anh? Rồi mã 9 này mình giao lưu 2 triệu à cô chú anh chị ơi. 2 triệu, à, mình báo giá là mình bao ship rồi nha, bao sống luôn. Nhà luôn. Rồi cô chú anh chị chỉ đưa 2 triệu là cái mai tới nhà liền, không có thêm phí nào ráo á. Nụ thấy ghiền luôn ha. Tết chơi cái mai dày, cái dày mà quát thì nụ có 2 triệu à. Rồi này số 9 ha. Rồi mã số 9. Rồi số 10 ở đâu? Rồi số 10 ở ngoài đây xíu, tại vì nặng quá không khiêng nổi. Rồi theo chân anh Tấn luôn. Đâu vòng anh? Đây đi, vòng đây đi cho nó gần.
để cùng vườn luôn. Cùng vườn. Đây cây số 10. Rồi, chui chui theo luôn. Cây số 10 đây ha. 10 này cao lắm à nha, cây này chắc không có toàn quốc được nha cô chú anh chị. Đây là 1,5 m rồi nè. Cây này chắc có 3 mét. Từ đó lên tới cái đỉnh trên chắc còn cỡ 1,5 m nữa ha. Cao khoảng tầm 3 mét ha. Tán ngang thì chắc cũng có 2 mét á. Rồi, tán ngang 2 mét đi. Cây này là không có đi xa được nha cô chú anh chị. Rồi, vô cái hoành nha quý vị. Hoành à. Này, 30 hơi yếu xíu à, tính 59 đi ha. 29 hoành đây ha. Rồi. Rồi xương cành. Để đứng đây kéo xương cành quý vị. Cành cũng đều quá nè. Đó. Xương cành ha. Nó cao lúc mình hết đỉnh này khoảng tầm 3 mét nha quý vị. Ngang lưới ngọn dừa luôn. Cành cũng khích ha. À, nút nụ cái độ to với độ nhiều đó quý vị nè. Đó. Nụ như thế này nha quý vị. Cái này là miền Nam chứ miền Bắc mình không có ship đi được nha cô chú anh chị. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây anh? Dạ, máy số 10 này giao lưu 2,5 triệu ạ. Rồi, 2,5 triệu ha. Rồi, số 10. Số 10 2,5 triệu. Rồi. Rồi, qua mã số 11, cái số 11. Em này quá trời tàn luôn nè. Tàn gì đâu mà. Gốc hơi siêu nha. Hơi siêu siêu xíu mà tàn không thể tưởng luôn. Tàn rộng quá ha. Ờ. Cái này ước lượng đây chắc cũng cả 2,5 m á. Rồi, chiều cao nè. Chiều cao tầm 2,5 m có hơn. Rồi cái tán ngang thì cái này chắc cũng có giờ biết sao đo nè. Anh đo nửa bên thôi, nhân lên. Đây nè, đứng nữa, đây nữa. Này chắc ngang cũng khoảng tầm 3 mét ạ. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi. Hoành luôn đi ha. Đây. Đúng 31 luôn nha cô chú anh chị. 31 hoành. Rồi xương cành luôn đây quý vị. Xương ta... ngang ngang không ha nè. Xương ngang ngang không. Trong đây thì quay hơi tối chứ không đủ sáng. Ngoài vườn tại vì này cô chú anh chị cũng thông cảm á, tại vì không khiêng nổi được rồi cái mình bó mình đi luôn. Tán ngang thì khoảng tầm 3 mét quý vị, xương đặc ha, xương ngang. Để mình quay nút nụ cho quý vị mình xem ha. Trước mặt này luôn đi, có cái độ to nhiều như thế nào đi. Bên đây thì nó bung vỏ trấu ráo luôn nè. Trấu này đây nè. Trận này không có gì nè. Gì về ha. Ở chỗ khác nữa nè. Nói chung là đặt cây luôn á. Đặt cây luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, cây mã số 11 mình giao lưu 3,5 triệu ạ. Rồi, 3,5 triệu ha. Rồi. Ship sao anh? Này tàn dạ, cây tàn này chắc không có ship xa được quá. Gần gần ha, khoảng dạ, 200 km. Dạ, khoảng 200 km đi. Rồi, chứ không bự lắm. Dạ. Đồng thanh thang nè. Rồi, số 12. Rồi, 12. Em này này chắc cũng tầm chắc cũng có 2,5 m á. Rồi 2,5 m có hơn luôn. Tán ngang thì chắc 1,5 m đi. Tán ngang lấy 1,5 m chắc ha. Đây em trực như cái gì, trực thẳng băng luôn. Để hoành hoành lưỡi chưa ta? 34 hả? 34 luôn. Tính 33 thôi, tại có dính băng keo. Ừ, 33 đi. Tùy hao băng keo. Rồi xương ngang luôn nè. Xương cái gì? Xương khích khích ha. Này trực thẳng băng luôn nha quý vị. Ủa này như ve vậy. Ủa như ve chứ quý vị nè. Đặt hết trơn luôn ha. Đó, xương cành khích khích nè. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 12 này mình giao lưu 2,000,000 à. Rồi 2,000,000. Ship rồi, luôn. Rồi, tục mã 13. Ship toàn quốc luôn hả anh? Rồi, cái đó ship toàn quốc luôn. Rồi, mấy cây cao cao thì ship toàn quốc cũng căng phí lắm ha. Cái nào ấy thì chắc em cắt bớt miếng quá. Rồi, nói chung bỏ vô lựa lọt vô cái lòng xe ha. Bỏ lọt lòng xe. Thì có chú số 10 liên hệ thì mình 12 nè, 13 đâu anh, này số 15 à. 15. Rồi 13 đâu? 13 ngoài đây quá. Đây cây 13. Sao 14 nằm ở đây. 13 đâu? Đây. Ở đi ngược về bản ha. Cái này thì chắc cũng có tầm 2,5 m đến 3 mét ha. 2,5 m mà nó mới tới đây à. Kéo máy luôn cái gì ơi. Quay về thì nó hơi bị hạn chế ánh sáng gì.
hạn chế khoảng không nữa ha. Khoảng 3 mét á. Nó cao chắc 3 mét gì, tán ngang cho 1,5 mét đi. Rồi. Có hơn á. Địa hình chật hẹp không có gì thông cảm nha. Rồi cái hoành 29 đúng ha. Rồi 29 hoành. Rồi cái này thì nó báo cho anh chị nó bị lép hết bên thì em để giá rẻ lại xíu. Tới 29 hoành. Bị gãy chứ không phải là khi lúc mình di chuyển á. Bị gãy mình đó. Rồi. Hết mới nhánh ha. Này rồi, mua anh chị nào mua thì dưỡng lên mùa sau đẹp lắm. Cả chót giót giót ở trên luôn á. Đây là khoảng không với khoảng trong nào cái lúc nó mấy giờ vườn dừa nên ánh sáng với phòng khoảng không còn hạn chế, quý vị thông cảm ha, mình chỉ quay sơ lược thôi quý vị. Là nụ bự bự vậy ha. Rồi. Cái mã số 13 này mình giao lưu 1,5 triệu thôi. Rồi, tiền ship cây này cũng cả 700-800 ngàn nha cô chú anh chị. Chỉ là lấy vốn cái cây lại thôi. Mà đi xa toàn quốc chắc cây này chắc hơn luôn á. Dạ. Rồi, mình qua 14 24 ha. Này mình lòng máy đi này 15 nè. Này 15. 14 mình ở đây nè. Đó, 14 bên đó. Chắc đẹp quá ha. Đó, 14 bên đây. Này quý vị coi chóng mặt luôn à. Rồi để vô. Rồi cái này chắc cũng có tầm 3 mét nữa đó ơi. Rồi 3 mét cao luôn. Tán ngang này chắc có 2 mét á. Rồi ngang tầm 2 mét ha. Quạnh này cũng hơi to to đây. Này mai này cũng đế cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Như anh? Đây 30 có hơn này, tính 30. 30 quạnh đi ha. Ừ. Rồi xương cành khích quá nào quý vị ơi. Cành chỉ bỏ cành có khích, một khích, tắc khích luôn. Giá hơi siêu siêu tí. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Tắt nữa quay đế. Rồi xương cành vậy quý vị ngắm nghía lại một lần nữa ha. Ăn nó nút nụ luôn đi ha. Nụ nè. Nụ thì nó thấy. Đây kiếm chỗ phía trước mặt đây dễ thấy nè. Nụ nó bự bự vậy nè quý vị nè. Mình trong lòng bàn tay mình nó bự bự vậy nè ha. Xương cành thì đặt hết trơn ha. Ốc thì hơi siêu nhẹ nha quý vị. À, đế đây. Quay cũ đế thôi ha. Này cũ đế thôi chứ không thấy đế được ha, không có khai thác như vậy. Kẹo ha. Này giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cái mã 14 này mình giao lưu 3 triệu ạ. Triệu ha, xương cành đặt hết trơn ha. Một nụ to. Này mấy anh ở miền Tây rồi chốt là ok luôn. Em ba xe đi luôn. Qua rồi. 15 ha. Rồi qua mã 15. Làm đâu? Đây. Rồi để luồn máy vô nữa. Này còn hơi chóng mặt xíu nhưng có vậy. Cái này chắc cũng có tầm 2 mét ha. Rồi tầm 2 mét. Tán ngang này cho cũng vậy đi. Tầm 2 mét luôn. Thấp thân thấp luôn ha. Rồi đò báo luôn, không có đưa máy vô sâu được nữa đây. Cái hoành 23. Rồi đó là xích trên đó nha. Rồi khoảng tắc á. Rồi xương cành của gì? Khích khích luôn ha. Cành khích đẹp quá nè. Xương ngang ha, khích ha. Rồi vậy ngắm nghĩ xương cành lần nữa đó ha, để mình sàn qua góc độ bên đây cái ha. Cành khít thấp thật thấp luôn ha. Nút nụ nó nha quý vị, nụ nó nè cũng bự bự ha, cũng nhiều đó. Giao lưu nhiêu đây? Rồi mã 15 mình giao lưu 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu ha. Rồi mã 16 luôn. Rồi qua 16 luôn. 6 thì chắc ước lượng nó cũng có 2,5 mét ha. Rồi 2,5 mét có hơn luôn. Rồi tán ngang thì nó cũng tầm 1,5 mét đi. Rồi tán ngang 1,5 mét. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị ơi. Đây cái hoành là 24. Rồi xương cành luôn 24 hoành. Rồi nụ luôn, ngay tan quay nụ luôn nha quý vị. Nụ bự 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 không gì nè. Quá xa nụ luôn. To không ha. Rồi xương cành khích khích luôn nha quý vị. Em này nụ lát nữa anh quay nụ nụ như ve vậy quý vị. Nó đặc như ve vậy. Nè, nụ nè. Nó đặc như ve vậy quý vị nè. Vậy á. Đây giờ đây vậy nè. Y như ve nha nè. Wow, đầy nụ luôn ha. Xương cũng khích nó vậy, xương ngang hết trơn ha.
Đây, chủ vườn thì cũng đã chỉnh sửa sẵn xương xin cho mình hết rồi nè. Gốc thì hơi siêu xíu. Giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 16 mình giao lưu 1,7 triệu à. Rồi 1,7 triệu ha. Rồi qua 17 luôn. Sàn máy qua luôn. Đâu? Đó, cái đó 16 hả? Này 19 nè. 16 tới 17 đâu? Dạ, không có 17. Không có à. Hình như là không có 17 nha. Rồi mình lấy cây này cây 17 đi nha chú chị. Rồi. Rồi sửa số lại. Rồi. Em này mã số 17. Rồi 17. Chiều cao luôn. Chiều cao nó khoảng tầm 2 mét ha. Rồi 2 mét. Tăng ngang thì nó cũng tầm 1,5 mét ăn lên ha. Rưỡi có hơn nhiều. Đó. Rưỡi hơn nhiều luôn. Cái hoành 26 hoành. 26 hoành. Xương ngang khích. À cái gì? Xương bông này cũng như da chó luôn ha. Kẹo hết. Da luôn. Đủ như da luôn. Đóng đặc luôn ha. Đó. Đây, để mình quay chỗ mà có vị trí nắng nó rọi vô dễ quay như cái gì nè. Da yeah, chứ ha nè. Đặc luôn vậy ha. Xương ngang đẹp. Nụ như da luôn. Nụ bự nữa ha. Chảng chảng đâu về. Rồi, giao lưu như đây anh. Rồi, mã 17 mình giao lưu 1,5 triệu à. 1,5 triệu ha. Rồi. Rồi. Qua 18 nha quý vị. Rồi, mã 18 luôn. 18 em này ha. Rồi, sàn cái này là cũng 18 cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Rồi, chó sủa. Đây, này nè. Kéo lên nè quý vị. Chiều cao đi ha. Cái này chắc không quá tầm 2 mét lên ha. 2 mét hơn. Ừ. Tán ngang chắc. Thì chắc nó cũng vậy á. Tán ngang cũng vậy luôn. Ừ. Cái này là 2 mét luôn nha quý vị. Như cái hoành. Rồi báo cái hoành luôn. Rồi hoành 29. 29 ha. Rồi, cái này là nó muốn cũng muốn lên xù nha con chú chị. Nó ôm ươm hết ra nước nách. Ừ. Xương cũng xương ngang ha. Rồi xương cành nữa quý vị. Bông thì thôi khỏi nói tới rồi. Rồi tới phần nút nụ nha quý vị. Nụ này cũng bự lắm nè. Nụ nó no á. Nụ no nó nè quý vị. Đó. Cái này bự ghê ha. Rồi cái này mình mã số 18 ha. 18 cũng anh. Là cái này mã 18 mình Zalo 2,5 triệu á. Rưỡi ship toàn quốc hay sao? Rồi, cây này ship toàn quốc luôn. Luôn. Này, này bó ship được. Cây ha. Ừ. Giá thì hôm nay mình thấy cũng rất là dễ chơi quý vị. Này nè, tàn bự cho cô chú mình cũng chơi. Giá thì nhỏ ha. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành cái thời gian mà theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Tuấn ha. Thì số điện thoại của anh Tuấn thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình. Đích sau.